Mỹ và Pháp phản ứng trái ngược về việc Ukraine tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Ukraine tiết lộ lý do Nga tăng cường phóng tên lửa đạn đạo từ Crimea. Nhà máy sản xuất UAV Kuran của Nga có thể đã bị Ukraine đánh trúng. Hé lộ lý do Nga có thể bắt bài vũ khí phương Tây. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Chương trình ngày hôm nay sẽ bao gồm những nội dung sau đây. Tháng trước, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một số cơ sở dầu mỏ của Nga. Tuyên bố đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho quân đội ở tiền tuyến. Đến tháng 4 này, các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra và vụ gần đây nhắm vào một số cơ sở công nghiệp ở Elabuga và Ninekams, các thành phố thuộc khu vực Tatarstan của Nga. Sáng ngày 2 tháng 4, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào một nhà máy lọc dầu Nga cách biên giới khoảng 1.300 km. Trước những diễn biến này, đứng cạnh nhau trong cuộc họp báo ở thủ đô Paris, Pháp ngày 2 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Pháp Stephen Séjourné đã có phản ứng khác nhau. Theo đó, Ngoại trưởng Blinken đã khẳng định Mỹ không ủng hộ cũng như không cho phép Ukraine tấn công bên ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Séjourné dường như ủng hộ động thái này mà Kiev thực hiện, cho rằng Ukraine chỉ đang tự vệ. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao hàng đầu của Pháp cũng nói thêm rằng mình không có bình luận cụ thể nào về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Cuối tháng trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Washington tìm cách ngăn lực lượng Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tổng thống Zelensky nói, Mỹ không phản ứng tích cực đối với vấn đề này. Hồi đầu tháng 3, tạp chí Financial Times đưa tin, Nhà Trắng lo ngại rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga sẽ dẫn đến tình trạng giá xăng tăng vọt. Vào thời điểm đó, bài báo chỉ ra điều này có khả năng gây tổn hại cho nỗ lực tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Tổng cộng, các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào cơ sở lọc dầu của Nga được cho là đã làm gián đoạn từ 12 đến 14% công suất lọc dầu của Liên bang Nga. Về phần mình, Moscow đã đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Kiev. Sau đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga là một hình thức răn đe vì Kiev sắp hết tên lửa phòng không được phương Tây cung cấp. Mới đây, Giám đốc Trung tâm Báo chí Liên hợp Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam Ukraine, Đại tá Natalia Humeniuk cho hay, trong thời gian qua, Nga ngày càng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo được triển khai trên lãnh thổ Crimea để tấn công Ukraine. Bà Humeniuk nói, Nga đang chuyển sang chiến thuật sử dụng tên lửa đạn đạo do nhận thấy đây là mục tiêu mà lực lượng Ukraine khó ngăn chặn. Đó là lý do tại sao họ đang cố gắng gây áp lực lên các khu vực sâu hơn của Ukraine, chứ không chỉ ở các khu vực tiền tuyến. Tại các khu vực cách xa tiền tuyến, Kiev không triển khai hệ thống phòng thủ dày đặc giống như ở gần mặt trận. Đây có thể là lỗ hổng để Nga tăng cường tấn công tên lửa vào sâu trong Ukraine. Bà Humeniuk tuyên bố, lực lượng phòng vệ Ukraine biết số lượng hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất của Nga và vẫn đang theo dõi hoạt động của những tổ hợp này. Trong thời gian qua, Nga đã giảm sử dụng tên lửa hành trình Kalib phóng từ tàu chiến. Bà Humeniuk giải thích rằng Nga dường như đang gặp khó khăn về hậu cần khi bắn các vũ khí này vào lãnh thổ Ukraine. Bà Humeniuk nhận định, đối với quân đội Nga, hiện tại cả việc cung cấp tên lửa và bảo trì các hệ thống phóng Kalib đều là vấn đề khó khăn. Đại tá Humeniuk cho biết thêm, phần lớn cơ sở hạ tầng và hậu cần liên quan đến việc bắn tên lửa Kalib đều có trụ sở tại thành phố cảng Sevastopol của Crimea. Trong suốt hơn 2 năm xung đột với Nga, Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tài sản của Nga ở Crimea, đặc biệt là ở Sevastopol. Bà Humeniuk cho hay, các cuộc tấn công này khiến việc di chuyển tên lửa đến những khu vực đó hiện rất khó khăn. Nhà nghiên cứu của Hội đồng Địa chiến lược có trụ sở tại Anh, ông William Freer nói, khả năng Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hải quân và tàu thuyền ở Sevastopol đã có tác động đáng kể đến khả năng phóng tên lửa hành trình Kalib của Nga. Ông Freer cho biết, hiện chỉ có các tàu mặt nước và tàu ngầm lớp Kilo của Nga mới có thể phóng tên lửa Kalib vào lãnh thổ của Ukraine. Ukraine tấn công tàu ngầm Rostov-on-Don thuộc lớp Kilo của Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow do phương Tây cung cấp ở Sevastopol vào tháng 9 năm ngoái. Tàu Rostov-on-Don được cho là đã hư hỏng và không thể sửa chữa. Ông Freer đánh giá, khi nhiều tàu chiến trong hạm đội Biển Đen bị hư hỏng và các cơ sở hậu cần của chúng cũng bị tấn công, khả năng lưu trữ và phóng các tên lửa này từ các tàu trong hạm đội Biển Đen đã bị ảnh hưởng. Ông Freer cho biết thêm, Nga đang thử nghiệm các phương pháp thay thế để phóng tên lửa Kalib. Ông nói, nhu cầu của Nga trong việc phát triển các phương pháp phóng tên lửa hành trình khác nhau sẽ tăng lên theo thời gian, vì nước này cảm nhận được tổn thất nặng nề đối với hạm đội Biển Đen. Quân đội Ukraine báo cáo rằng
Nga đã tạm dừng sử dụng tên lửa Kalib trong những tháng gần đây. Lưu ý Moscow chọn tấn công các mục tiêu như cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev bằng tên lửa chiến lược tầm xa KH-101. Tuy nhiên, cuối tuần trước, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine GUR, ông Kirill Budanov cho biết Nga đã bổ sung kho dự trữ tên lửa Kalib và sẽ sớm nối lại các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Ông Budanov cho hay, trong tương lai gần, chúng ta sẽ gặp lại Kalib vì số lượng KH-101 đã giảm đáng kể. Ngày 2 tháng 4, các nhà máy tại Zelabuga và Nizhnekamsk, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã bị máy bay không người lái UAV tập kích. Các quan chức an ninh và tình báo Ukraine giấu tên nói, lực lượng nước này dùng UAV tầm xa nội địa tấn công cơ sở chế tạo UAV ở Zelabuga cùng nhà máy lọc dầu ở Nizhnekamsk. Một nguồn tin tình báo Ukraine cho biết, nhà máy tại Zelabuga là nơi sản xuất UAV cảm tử tầm xa Gridan 2 của Nga. Phương tiện được cho là giống mẫu Shahed do Iran phát triển. Người này tuyên bố vụ tập kích do Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR thực hiện và đã gây thiệt hại đáng kể cho nhà máy. Theo nguồn tin tình báo khác, Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào tổ hợp lọc dầu chính tại nhà máy Nizhnekamsk trong vụ tập kích và gây ra hỏa hoạn. Chiến dịch này nhằm mục đích giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga. Hiện GUR chưa bình luận về thông tin trên. Ukraine hiếm khi nhận trách nhiệm trong các vụ tập kích nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga, song các quan chức nước này đôi khi đề cập gián tiếp đến hoạt động đó. Đài RT của Nga đã chia sẻ đoạn video về một trong những cuộc tập kích cho thấy chiếc máy bay không người lái đâm vào một tòa nhà, gây ra vụ nổ lớn khiến một số người nằm rạp xuống đất vì sợ hãi. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết ít nhất 6 người đã bị thương trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào Cộng hòa Tatarstan của Nga. Theo chính quyền địa phương, các UAV được cho là đã lao vào một số địa điểm nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở công nghiệp. Hồi tháng 8 năm ngoái, truyền thông Mỹ đưa tin Nga mở dây chuyền sản xuất tại Cộng hòa Tatarstan với mục tiêu chế tạo 6.000 UAV mỗi tháng vào giữa năm 2025. Nga dự kiến mở rộng quy mô chế tạo phiên bản UAV kiểu Shahed nhằm cải thiện kỹ thuật sản xuất lạc hậu của Iran. Theo các tài liệu bị rò rỉ được truyền thông Mỹ công bố, cơ sở chế tạo UAV nói trên nằm tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Zelabuga, Cộng hòa Tatarstan, địa điểm bị tấn công ngày 2 tháng 4. Cộng hòa Tatarstan nằm cách biên giới Nga-Ukraine hơn 1.100 km. Vụ tập kích các nhà máy Zelabuga và Nizhnekamsk là đòn tấn công bằng UAV tại khu vực xa biên giới Ukraine nhất từ khi chiến sự giữa hai nước bùng phát. Ukraine đang đẩy mạnh chế tạo UAV nội địa và đặt mục tiêu chế tạo 1 triệu chiếc trong năm nay. Đầu tuần này, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov tuyên bố nước này đã sở hữu UAV cảm tử nội địa với tầm bay hơn 1.000 km. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và EU cùng nhau chịu trách nhiệm về khoảng 70% số viện trợ tài chính mà Ukraine đã nhận được. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự viện trợ của Mỹ và các nước phương Tây ngày càng chậm trễ, khiến Ukraine đối mặt bế tắc trên chiến trường. Ngày 3 tháng 4, Politico dẫn lời các quan chức quân sự Ukraine ẩn danh cho biết, có một xu hướng đáng tiếc là vũ khí phương Tây gửi cho Kiev quá chậm đến mức chúng trở nên không còn phù hợp với tình hình chiến trường. Điều này khiến nhiều vũ khí dù hiện đại nhưng không có tác chiến như kỳ vọng. Trong khi các đồng minh phương Tây của Ukraine đã cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và thiết bị, một số hệ thống tiên tiến hơn mà họ đã cam kết, ví dụ như máy bay chiến đấu F-16, vẫn chậm tiến độ và vẫn chưa ra được chiến trường. Nguồn tin cho biết, trong khoảng thời gian chờ đợi đó, Nga thường sẽ tìm ra chiến thuật nhằm bắt bài các loại vũ khí mới của phương Tây khi chúng xuất hiện. Phương Tây đã thành lập Liên minh quốc tế nhằm đào tạo phi công Ukraine điều khiển F-16 vào mùa hè năm 2023. Trong khi đó, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy cũng đã cam kết cung cấp cho Ukraine hàng chục máy bay phản lực thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nói với Politico rằng F-16 là một ví dụ cụ thể vì Kiev rất cần các tiêm kích này trong năm 2023, nhưng tới năm 2024, chúng trở nên ít phù hợp hơn với tình hình thực tế. Nguồn tin ẩn danh giải thích rằng Nga đã thử nghiệm khả năng phòng không và đã triển khai radar và tên lửa phòng thủ theo cách có thể khiến phần lớn khả năng tấn công của F-16 trở nên vô hiệu. Một ví dụ khác là tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scalp sau các cuộc tấn công gây thiệt hại của Ukraine nhằm vào vị trí của Nga dùng các vũ khí trên, Moscow đã thay đổi chiến thuật phòng thủ. Nguồn tin ẩn danh nói, các hệ thống vũ khí trở nên không phù hợp rất nhanh vì chúng nhanh chóng bị Nga bắt bài. Quân đội Nga luôn luôn nghiên cứu, họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai và họ đã thành công trong việc này. Các quan chức cho biết, Ukraine cần nhiều vũ khí và đạn dược truyền thống hơn, ví dụ như 1 triệu quả đạn pháo hiện đang được cung cấp theo sáng kiến do Séc dẫn đầu. Cuối tháng trước, Tổng thống Zelensky chia sẻ rằng nếu Ukraine không nhận được khoản viện trợ quân sự đang mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ, Kiev sẽ buộc phải rút quân từng bước. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, không có hỗ trợ từ Mỹ có nghĩa là chúng tôi không nhận được hệ thống phòng không.
tên lửa Patriot, thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, đạn pháo cỡ nòng 155mm. Vậy chúng tôi sẽ phải lùi lại, rút lui, từng bước một, theo bước nhỏ. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách để không phải rút lui. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov gần đây cho biết 50% vũ khí phương Tây viện trợ bị bàn giao chậm, khiến quân đội nước này gặp khó khăn trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine mới chỉ nhận được 1/3 trong số hàng triệu quả đạn pháo mà Liên minh châu Âu EU cam kết giao vào tháng 3 năm 2023. Theo các nguồn tin, khả năng của Ukraine trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công hiện tại của Nga đang phần lớn dựa vào những tính toán sai của Moscow. Tuy nhiên, quan chức Ukraine thừa nhận, với cục diện như hiện tại, Nga có thể sẽ sớm xâm nhập vào tiền tuyến và đánh sập ở một số khu vực.